Đã rã xong nha, bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng món cho anh em, quay sơ lược qua nha. Nắp nồi sơn có bắn tỉa nha. Đó. Nhìn ở trong mới chát luôn ha, được anh nhớ rồi mới chát luôn. Mần cá sơn có bắn tỉa luôn. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Rồi, bốn cây ốc đầu. Tây ốc đầu luôn nha, bốn cây tây ốc đầu luôn nha. Này của 78 nha, anh em gắn 78 với cái nén ok nha. Rồi cúc đạp nha. Anh em nào mà bị hư cúc đạp thì sẽ thay cái ren cúc đạp nè. 78 nha. Cần số. Đó, dành cho anh em bị hư ren cần số thì sẽ thay nha. Đa số cái ren trong này không bị hư, nó chỉ hư là hư cái cần số thôi, tại vì mình bỏ nhiều bông mò. Rồi linh tinh bụng máy nha, những cái này bán nguyên cục đó. Nồi đây, bộ bi cái nồi thâm nhớt nha, thâm nhớt. Rồi bánh tăng bánh lòng á thì anh sẽ tặng kèm theo cái cục đầu nha, xương cam, đây cây dây nha, đây. Cây dây rất là đẹp nha các bạn, dây nhờ vít lửa nha. Đấy, 13 kháo xe. Rồi bộ số cốc lớn nè, bộ số rất là đẹp. Số thì không có bị mặt mẻ cái nhông nào hết, như mới nha. Bộ số thì coi như là như mới, heo dầu anh em nhìn thấy đẹp không, rất là đẹp nha. Cần cua rồi rất là đẹp nha. Rất là đẹp nha các bạn. Rồi chỗ nồi, bộ nồi rất là đẹp nha. Đó. Con 78 này nó đời cao rồi, nồi nó giống như đời mới sau này, giống như đời 81 sau này, mày lên đời chót rồi, vít lửa mà đi đời chót rồi. Đó. Chứng tỏ nào vẫn đây còn cái khâu nè. Rồi qua lăn mâm lửa rất là đẹp luôn, như mới luôn nha, như mới luôn. Rồi cục hơi nha, cục hơi của thằng 78 với cánh én là số 49 rất là to. Còn sau này đời cao sau này 81, 86 hay là custom thì số 49 này nó nhỏ xíu rồi, nhỏ xíu từ đây thôi. Đời đầu rất là to nè, đó là mình sẽ biết được là cái cục của đời đầu hay đời cao các bạn. Nắp đầu sọc 81 thì nắp đầu hình chữ thập, đẹp nha. Cái vít tâm ART ring nha, vít tâm ring cốt không. Rồi cặp lốc giữa, cặp lốc giữa bằng thao, đây bằng thao cho anh em. Cái này 78 ha, anh em sẽ xài chung cho xe Charlie đời 79, Charlie đời 78, 79 và lại 67 nha. Anh em nào mà lắp 67 mà bị hư thì lên cặp lốc này. Đó.
y như số 7 luôn. Anh em nào mà bị lắp số 7 mà bị hư thì lên lắp này cũng ok luôn nha, xài cho đam 78 67. Em quay tình trạng cho anh em coi, đẹp nha các bạn, đẹp nha, rất đẹp. 50 mà là số 78 mà đầu số 50 là đời cao rồi các bạn. Đẹp nha anh em. Quá là đẹp luôn. Rồi, anh em cần món nào thì anh em nhắn tin Zalo giúp mình nha, mình sẽ báo giá từng món cho anh em. Phương thức mua hàng thì nhớ anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao tại nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp và nhắn tin Zalo số điện thoại cho mình giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Anh em đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp nha anh em.